Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Thưa các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn hai câu chuyện. Bởi vì câu chuyện thứ nhất, nó tương đối ngắn, nhưng mà nội dung rất là thú vị. Cho nên chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn hai câu chuyện để chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thế giới xung quanh nhé. Câu chuyện thứ nhất đó là lời nói của đứa trẻ nghèo khiến người giàu xấu hổ. Nhà từ thiện người Mỹ Kenneth Boring đã từng nói đừng bao giờ phán đoán bừa bãi về người khác. Vào những năm 1990 của thế kỷ 20, Boring đang đi ngang qua vùng vịnh San Francisco thì bất ngờ phát hiện chiếc ví của mình bị mất. Người trợ lý lo lắng nói có thể nó đã bị mất khi đi bộ qua khu ổ chuột ở Bakery vào buổi sáng. Vậy phải làm sao bây giờ? Boring tỏ ra bất đắc dĩ nói, chúng ta chỉ có thể chờ người nhặt được ví liên lạc tới mà thôi. 2 giờ sau, người trợ lý thất vọng nói, mất rồi, đừng đợi nữa, chúng ta không nên hy vọng vào những người ở khu ổ chuột. Không, ta vẫn muốn chờ thêm một chút, Boring bình tĩnh nói. Người trợ lý cảm thấy rất khó hiểu, nói, trong ví có danh thiếp, người nhặt được nếu như muốn trả lại cho chúng ta, thì họ chỉ cần mất vài phút gọi điện thoại. Nhưng chúng ta đã đợi cả buổi chiều, rõ ràng là họ không có ý định trả rồi. Boring vẫn kiên trì chờ đợi. Khi trời sắp tối, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Chính người nhặt ví đã gọi điện và yêu cầu họ đến nhận ví tại một địa điểm trên phố Qatar. Người trợ lý cau nhau. Đây lẽ nào là một cái bẫy? Chẳng lẽ họ bắt cóc tống tiền hay sao? Boring không để ý đến lời nói của người trợ lý, lập tức lái ô tô đến khu phố Qatar. Khi đến nơi hẹn, một cậu bé mặc quần áo rách rưới đi tới, trên tay cầm chiếc ví của Boring. Người trợ lý cầm chiếc ví, ông mở ra và đếm đếm, phát hiện thấy trong ví không thiếu một đồng tiền nào. Cháu có một thỉnh cầu, cậu bé nghèo nói, các ông có thể cho cháu một chút tiền không? Lúc này, người trợ lý cười ha hả, ta biết ngay. Boring vội ngắt lời người trợ lý rồi mỉm cười hỏi cậu bé muốn bao nhiêu tiền. Cậu bé nghèo không suy nghĩ nhiều liền nói, chỉ cần $1 là đủ. Cháu mất rất nhiều thời gian mới tìm được nơi có điện thoại công cộng, nhưng cháu không có tiền, vì vậy cháu phải mượn $1 của người khác để gọi điện. Giờ cháu cần phải trả lại số tiền này cho người ta. Nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu bé, người trợ lý cúi đầu xấu hổ. Boring hào hứng ôm cậu bé. Ngay lập tức, Boring đã thay đổi kế hoạch từ thiện trước đó của mình. Thay vào đó, ông đầu tư vào việc xây dựng một số trường học ở Berkeley để trẻ em nghèo từ các khu ổ chuột dù không có tiền vẫn được đến trường. Trong buổi lễ khai giảng, Boring nói, đừng phán đoán bừa bãi về người khác. Chúng ta cần cho mỗi người một cơ hội, chào đón một trái tim nhân hậu thuần khiết. Một trái tim như vậy đáng để chúng ta đầu tư. Vâng, câu chuyện này thật thú vị đúng không các bạn? Chúng ta sẽ cùng đến câu chuyện thứ hai. Đó là câu chuyện xưa nay xét đánh tùy người, bức hại lương thiện đất trời không dung. Vâng, từ xa xưa, người Trung Hoa thường lưu truyền câu nói kẻ làm nhiều việc ác sẽ bị trời giáng xét đánh, ngũ lôi oanh đỉnh. Vậy đánh sét có phải là một trong những cách trừng trị kẻ ác của ông trời hay không? Lôi Công là vị thần sấm sét trong thần thoại và truyền thuyết, còn được gọi là thần sấm Lôi Sư. Trong Sở Từ Viễn Du của Khuất Nguyên thời Chiến Quốc, từng nhắc tới Lôi Công đến bảo vệ người quân tử. Đến thời nhà Thanh, trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng cũng thể hiện tư tưởng truyền thống thần sấm thay trời trừng phạt kẻ gian. Có câu nói, Lôi Công cũng có mắt, sao không đánh chết kẻ gây nghiệp này đi? Tương truyền, Lôi Công có 5 anh em, gọi là Ngũ Lôi. Trong đó, Lão Ngũ, Lôi Ngũ có tính cách cứng, rắn nhất. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa viết, Khương Tử Nha vừa buông tay, Ngũ Lôi bừng sáng, chấn động mê quan, tốc độ nhanh chóng cứu thoát oan hồn, quan tổng binh của Hoàng đế Hiên Viên, phải chịu kiếp ngàn năm. Đạo gia có Ngũ Lôi Pháp hay còn gọi là Ngũ Lôi Đại Pháp.
Theo Đạo Pháp Hội Nguyên ghi chép, Thượng Đế sắc phong cho Ngũ Lôi sứ giả sấm chớp dẫn quân, gom mây tạo mưa, cứu giúp người dân. Ngũ Lôi thần tướng từ trên trời giáng xuống, đi khắp càn khôn, tra xét công tội, tìm bắt nghịch quỷ, chóc nã yêu quái. Tại sao nói Ngũ Lôi oanh đỉnh là trời phạt? Lôi công thực sự có thể nhận ra ai là kẻ xấu? Trong văn hóa Trung Hoa lưu truyền, người làm việc thương thiên hại lý, tội ác tày trời sẽ gặp báo ứng Ngũ Lôi oanh đỉnh. Có chuyện này sao? Quả thực, những việc như vậy được lưu truyền rất nhiều trong lịch sử cổ đại, thậm chí cả trong xã hội hiện đại ngày nay. Chúng ta hãy cùng nhìn xem những sự việc đã xảy ra ở Trung Quốc. Cố tình bức hại người thiện lương, bị sét đánh chết. Trịnh Hữu Khuê từng là chủ nhiệm văn phòng quản lý toàn diện trấn Đức Nguyên, huyện Bì, tỉnh Tứ Xuyên. Trịnh là kẻ ra sức nhiều nhất trong việc đàn áp bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cũng gọi là Pháp Luân Công, vốn là những người có đức tin vào nguyên lý chân thiện nhẫn ở huyện Bì. Các học viên Pháp Luân Công tại địa phương đã chân thành khuyên ông ta đừng đi theo con đường bức hại thiện lương của Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác. Nhưng ông ta nhất quyết không nghe, một mực bức hại người khác, đã nhận được tiền thưởng, thăng quan phát tài. 8 giờ tối ngày 21 tháng 5 năm 2006, Trịnh Hữu Khuê đi cùng bí thư kiêm chủ nhiệm thôn Vĩnh Quang. Khi đó trời đang mưa, sấm sét đánh đùng đoàng, sét rạch ngang bầu trời. Trong tích tắc, tia sét dường như có mắt đánh thẳng vào người Trịnh Hữu Khuê, khiến ông ta chết ngay tại chỗ. Khi đó Trịnh mới 44 tuổi, độ tuổi tráng niên và tin đồ rộng mở. Chấp pháp mà phạm pháp, tránh được mùng một, không tránh được ngày rằm. Trần Cảnh Cường, nguyên phó chính án tòa án huyện Khang Bình, kiêm ủy viên của hội đồng thẩm phán. Trong quá trình thực thi pháp luật, y đã ra sức bóp méo sự thật, ngụy tạo vu cáo, kết án oan cho các học viên Pháp Luân Công. Vào ngày 10 tháng 2 năm 2010, Trần Cảnh Cường cùng Phạm Bân, chánh án tòa án hình sự, và những người khác cùng nhau thực hiện hành vi trái pháp luật. Kết án sai cho học viên Pháp Luân Công là Phương Kim Phượng 7 năm tù và Lý Hiểu Bình 3 năm tù. Một tháng sau, Phạm Bân bị tạm giữ hình sự vì bị tình nghi nhận hối lộ từ các tổ chức xã hội đen. Trần Cảnh Cường cũng liên quan đến vụ án, nhưng vì y lái xe bị tai nạn phải nhập viện nên lấy cớ này để tránh thoát khỏi truy cứu vụ án nhận hối lộ. Họ Trần đã dốc hết công sức để khai thông các mối quan hệ, cuối cùng được xử án treo và bị cắt chức. 4 năm sau, ngày 15 tháng 8 năm 2014, Trần Cảnh Cường đi câu cá lúc sáng sớm. Trên đường đi, y bị sét đánh chết. Ngũ Lôi oanh đỉnh, lý do của việc trừng phạt liệu có phải là ngẫu nhiên hay không? Vì bám chính pháp, Ngũ Lôi oanh đỉnh. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc công khai tiến hành khủng bố, đàn áp và bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia. Trương Đồng Hưng, một giáo viên mỹ thuật tại trường trung học số 68 thôn Quan Lập, khu Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã phối hợp với hành động tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách tổ chức cho học sinh ký tên trong một chiến dịch phỉ báng Pháp Luân Công. Ngoài ra, còn vẽ tranh châm biếm công kích sư phụ của Pháp Luân Công. Ngày 11 tháng 8 năm 2003, khi Trương Đồng Hưng đang câu cá, trời bỗng đổ mưa lớn. Trương Đồng Hưng núp dưới một gốc cây tránh mưa. Đúng lúc có sấm sét đầy trời, Trương Đồng Hưng bị Ngũ Lôi oanh đỉnh, kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất mà chết. Trạng thái chết của hắn vô cùng đáng sợ. Trên đầu có một lỗ thủng lớn, sau não chảy máu, phần ngực và tóc đều cháy rụi. Thần sấm có tai có mắt. Lưu Minh Học, nhân viên của nhà máy polyester ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, từng phỉ báng Pháp Luân Công. Tháng 6 năm 2001, anh ta đang bơi trong một bể bơi ở Thâm Quyến thì bị sét đánh chết ngay tại chỗ. Lý Trung Đức, người phụ trách văn phòng tài chính thị trấn Hương Sơn, thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông, đã viết những bài thơ chống lại Pháp Luân Công vào mùa xuân năm 2000 và đăng trên tờ Hương Sơn Nguyệt Báo. Mùa hè năm đó, anh ta bị sét đánh chết khi đang làm đồng. Ngoài ra còn có Đàm Siêu Quyền, một cựu binh của thành phố Thanh Viễn, từng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công.
năm 2002, chính quyền thành phố Thanh Viễn tổ chức lớp học tẩy não tà ác thông qua việc tra tấn tinh thần và thể xác, ép buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng. Buổi tối, một ngày sau khi lớp học tẩy não thứ hai kết thúc hơn 10 ngày, Đàm Siêu Quyền bị một cây đại thụ bị sét đánh đổ trúng đầu, khiến anh ta mất trí nhớ, trở thành một kẻ thiểu năng. Từ những ví dụ trên, có thể thấy quả thực là Lôi Công có mắt có tai, đúng là ngỗ lôi, sứ giả thực thi thiên pháp, trừng trị kẻ ác. Những kẻ phỉ báng Phật pháp, hãm hại thiện lương, không từ việc ác nào, họ có thể tránh được nhất thời nhưng không thể tránh được cả đời, cuối cùng vẫn sẽ bị trời trừng trị. Bởi vậy, chúng ta hãy thận trọng. Với những ai lỡ lầm đường lạc lối nhưng biết hối cải, quay đầu hướng thiện, thần linh sẽ chứng giám, vẫn còn cơ hội được cứu vớt. Vâng, thưa các bạn, những thông tin có thật và chương trình văn hóa của DKN chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.